thế, mà chúng ta cứ chạy quay quay hoài. Chúng ta nói chọn nơi nào đạo chánh tôi thờ thì mới được thăng sao cao quý nha. Ông nói tới 3600 mối đạo quý vị. Mình thử ra mình bây giờ mình phải gắn. Đó. Và ông nói cho chúng ta biết rằng đó là mấy người tích đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên, nền vàng ăn ở vững bền, nền vàng là quý vị đang ở đây nè. Nền vàng là ngay căn tổ này, ngay trăng tại núi cấm này, là sau này nó có nền đạo bằng vàng đó. Mà sau này là quý vị thấy ở Sài Gòn đó, thì ông nói là mãi tỷ tỷ không phải không, nhưng mà sau này ông bận gốc ở đây đó, ông nói nè, ông nói âm binh á tiêu hết sử kinh, nhất thinh tiêu sạch bình minh Phật còn, cửa Phật hơn 10 cái Sài Gòn, cái cửa Phật ở đây nè 10 cái Sài Gòn của bạn, thấy không? Thành thử ra bây giờ quý vị có người ở trên trển tỷ tỷ không phải không, nhưng mà gán tu đi, cứ thầy nói nè, đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc ngu, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó cua tu có già một. Chứ quý vị bây giờ ở trên trển là Sài Gòn mấy ổng xài tiền tỷ không phải không, bây giờ mình nghèo nghèo gán tu đi, sau này mình xài tới tiền ngu. Tỷ mà nhậm vậy cũng chết tới muôn luôn đó nha. Thành thử ra giờ mấy ông gán tu đi, sau này là Đức Thầy để cho ta chúng ta nguyên cái kho tàng pháp bảo là bằng vàng ở đây nè, mà không gán lo tu để về đây hưởng. Chứ mình mằng cả đời mình hoài mằng khổ hoài, bọn nó lo giàu lo nghèo lo cắn cơ lạnh, lo hoài 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 có gành ở đâu. Mà trên cõi đời này ai chỉ ai lo gành là một người chỉ tu coi. Bọn nó mằng cho chó chết cũng nghèo, gán theo một đạo hiểm nghèo của mê nha. Thành thử ra bây giờ là quý vị nên là gác mà là trở lại là mà lo tu. Chứ hồi nãy thì ông nói là mấy người tích đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên, nền vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao liếng với miền trần gian. Mấy đứa hung ác nghinh ngang, hung ác nghinh ngang là không có đạo đức nha quý vị. Nói ra thì cứ thề không đó nha, sớm chồm thì nói chung ra là ai hơn cũng không được đó. Ông nói mấy đứa hung ác nghinh ngang có tướng Ngọc Hoàng là trên trời xuống đó, các cái tướng xuống gian trần thế này. Quý vị biết về cái dịch bệnh này là bệnh gì mà kỳ lạ vậy, bệnh gì mà người ta sợ người ta hả? Thế ông nói là có tướng Ngọc Hoàng sai xuống bốn ban tình cha khắp nẻo cùng đàn, người nào đen bạc ngổ ngang bắt gà. Bây giờ cái người đen bạc là như thế nào, giờ cái người là không đen bạc như thế nào, bây giờ cái người mà không niệm Phật, không cúng lại, không làm các điều thiện là con người đã tối thui rồi nè. Mà cái con người nào mà lo cúng lại lo niệm Phật là con người đó có sáng. Và tại vì Đức Thầy nói A-di-đà dòm xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hầu quang ngũ sắc hiền lành đặng tìm kiếm những người hiền đức. Mà ông đâu kiếm cái người hiền, ông đâu kiếm người hung ác đâu. Thành thử ra nếu ai niệm đến danh hiệu của Đức Phật A-di-đà là chúng ta hút hầu quang vào con người chúng ta, nó mới sáng. Còn nếu chúng ta không niệm đến danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, con người chúng ta nó tối thui. Nó tối thui thành thử ra ông nói từng cha khắp nẻo cùng đàn là không có sót cái chỗ nào chứ. Mà người nào đen bạc là tối thui, không có ánh sáng, ngổ ngang là không có đạo đức, bắt gài là bắt liền, bắt hồn liền, hoặc là cho nhiễm bệnh vào trong giọng là bao nhiêu tiếng hồi là chết. Thành tử giống là từng cha khắp não cùng đàn, người nào đen bạc ngổ ngang bắt gài. Ngổ ngang là nói ra là chữ thề, hoặc là sớm trộm là nghinh ngang tàn và bạo ngược, không có lo cúng lại, không lo niệm Phật. Đó. Ngổ ngang bắt gài sàng đi xảy lại bằng nay, hết xấu nha cho tới tốt nha, hết dông cho tới tồn, là hết xấu cho tới tốt sao, hết dông cho tới tồn sao. Là nói thí dụ quý vị cũng hiền vậy, sớm chờ quý vị cũng không biết lòng với ai, mà quý vị không có tu, không có lo niệm Phật, thì người ta kêu bằng hiền khô, hiền chừng nữa chết khô biết không. Ai làm gì làm, ai nói gì kệ ta, thấy không, không có quan tâm tới, là ta kêu bằng hiền khô, hiền chừng nữa chết khô không ai cứu. Còn hiền của Đức Thầy là hiền Phật, hiền tiên. Hiền cái tiếng quý vị thấy người ta là chết sống hơn, hoặc là khổ não gì đó, quý vị ra tay cứu giúp liền. Nó thí dụ người ta thấy đói khổ, mình đó là mua gạo cho người ta. Thấy người ta nhà không lành lặn, mình đó là hùng tiền là cách nhà cho người ta. Đó. Rồi là mình thiền thấy người ta té xe, mình chạy ra là ẩm ta lên điện. Mình sợ là liên lụy mình không, thứ ra là mình không có hiền. Rồi hiền thêm cái nữa, hiền là chúng ta không cắt cổ lột da người ta, không ăn thịt các cái con động vật, đó là mấy hiền. Chúng ta nếu ai mà muốn vô dự hội Long Hoa là phải ăn chay trường mới có thể vô dự hội Long Hoa được. Nếu cái người nào không ăn chay trường không thể nào vô dự hội Long Hoa. Tại vì vô dự hội Long Hoa này Đức Thầy chọn những người hiền,
và đức và chung hiếu, có bốn giới hạn thôi. Mà nếu chúng ta không chung thì cũng không vô được, mà không hiền các cổ lộc gia ta cũng không vô được. Là tại vì Đức Thầy nói hội này là hội múa dưa, hội múa dưa chứ không phải là cái hội mà để cho dành cho những người ăn mặn. Tại vì ăn mặn thì cái tâm chúng ta còn ác, thì Đức Thầy cho chúng ta biết là tới chừng đó bốn biển có một nhà mà cha Phật thánh thì là văn sử hết tàn nhé. Bốn biển này có một nhà là đồng ăn trái hết, chứ đâu có chen vô mà là người ăn mặn người ăn trái đâu. Thành thử ra ông nói là bốn biển có một nhà cha Phật thánh thì là văn sự mới hết tận, nghe không? Thành thử ra bây giờ nếu ai mà muốn vô dự hội Long Hoa thì phải ăn chay trường. Còn nếu chúng ta tu dù cho niệm Phật cách mấy bây giờ, nếu chúng ta còn các cổ lột da người ta thì chúng ta chỉ vô dự hội Long Văn thôi. Tại cái này là nó hai hội, một hội Long Hoa và một hội Long Văn. Nó mà nếu cái hội Long Văn thì chúng ta sẽ còn chuyển lưng hồi nghe quý vị, là chỉ làm văn Phật quốc thôi. Mà nếu được làm văn Phật quốc cũng quý lắm. Là tại vì á, làm dân Phật quốc là tới chừng đó một người sống từ là 10.000 tuổi, tới chừng đó cái người nữ đó là tới 80 tuổi mới sinh, mới có một cái đứa con so là chỉ có một người thôi. Thì bây giờ là Đức Thầy nó trong năm 2000 sẽ tiêu diệt lập đời, thì quý vị thấy tiêu chưa, thấy lập chưa? Chứ tôi thì tôi nói điển hình với vài cái thứ thôi, quý vị thấy có lập chưa nha. Chứ Đức Thầy nó 10 phần hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 mới ra Thế Bình. Có phải đời ông nội mình đó sinh mười mấy người không? Rồi tới đời cha mình á, sinh 6-7 người không? Rồi tới đời mình có phải là còn có 3 người không? Như đời em cháu vậy là có 3 người nè. Đời ông nội em là 12 người, đời cha em 7 người, đời em có 3 người. Thành thử ra ông nó 10 bằng hết 7, còn 3, hết 2, còn 1 mới ra Thế Bình. Sau này qua đời thượng cổ là chỉ có một người một con. Người nữ sinh chỉ có một người một con. Thành thử ra là tới chừng đó đó là chúng ta sống qua đời thượng cổ đó. Thì nếu con người chúng ta là nó được là 10.000 tuổi thì là tới chừng đó là nó quá quý rồi. Mà tới chừng đó chúng ta không còn lo làm ăn nữa, không nói y thực muốn chi có nấy, khỏi nhọc nhằn lo việc kinh nhai, chí y nhằn mà nhìn cảnh Phật đài. Bây giờ mấy anh mà còn ăn nhậu ra thì thôi giờ gác nhịn đi, thấy không? Gác nhịn đi chứ giờ tôi thấy uống ba cái uống phàm say té tới té luôn, có khi té xong chết hoài à. Rồi đi ra đường bị xe đụng chết hoài à. Thôi giờ gắng nhịn đi, tới chừng đó mình uống rượu thấm trà tiên. Ông nói bồ đào rượu thấm trà tiên muôn năm cộng lạc chú hiền coi chung. Tới chừng đó chúng ta uống rượu thấm mà uống muôn năm không có thể hết. Nó mà quý vị thấy ông tài thiên không? Ông uống rượu thấm trà tiên không, đời đời kiếp kiếp có chết không? Còn giờ mình cứ uống ba cái rượu phàm hoài là đủ chuyện chứ, say vô rồi đủ chuyện chứ, chết đủ cách chứ. Thì thôi giờ là ở đây cũng có vài anh nam trưởng phải không, cũng gán có anh nào có nhậu gán nhịn, thấy không? Cũng sao mình trở về vừa hồi lâu qua này mình đang uống rượu thánh trà tiên, bây giờ uống bơi cũng bàm sai hoài gì vậy, thấy không? Thử ra giờ mình nên cố gắng. Còn có đoạn khác á thì Đức Thầy cho chúng ta biết á là cả kêu cùng bớ mấy em nhất tâm hành đạo qua mà giết mau. Ông kêu ông thúc chúng ta đó nha, phải đi ra qua giết cho để chậm trễ là không kịp đó nha. Rồi nó dứt xong chẳng có vấn nào, hai bên nói đứt trong vào nói đuôi, vui thôi như hội tầm dương, mãn xà các cổ nuốt người ngổ ngang, kẻ la người khóc kêu gian, nhạc ngư nuốt sống thế gian muôn trùng, hội thôi tiếng súng đùng đùng gơm cua khác nào bắp gan, còn thầy đứng chót tay an, cả khi thần tướng rước con đem về, ngày nay cá cụ dùng đìa bấy lâu lưu lạc theo thầy bới con, ngày nay mới biết mắt còn chọn đi lựa lợi hao mòn còn ba, hết trong hết đợi hết chờ, hết giờ tới kỷ giặc giờ bấy giờ. Bây giờ tôi xin giải cái đoạn này cho quý vị nghe để quý vị rót nhẹ vào lòng tới chuyện nữa. Chỉ có mình anh Đức Thầy cứu chúng ta thôi. Thành thử ông nói cả kêu cùng bớ mấy em, là ông kêu hết trơn cả vũ trụ này đó, nhất tâm hành đạo là phải tu cho mà tinh tấn. Nếu ai đã ngộ đạo và phải tu thành tâm là nó mới hiệu quả nha. Chứ mà chúng ta tu mà là không thành tâm cúng lại đó thì là không có thành tâm, rồi cái bóng của chúng ta nó không hiện gì tất cả Tây Phương Cực Lạc. Thành thử Đức Thầy nói cái bài tán Phật đó, Thầy mới nói là sự lại Phật chút không có yên tĩnh nha quý vị. Đạo cảm giao có tính phong bàn, nay tôi ở trong đạo tràng, cũng như kết chặt vào đòn Ngọc Châu, mười phương chư Phật hiện bầu hình ảnh, có bóng tôi cũng sánh các ngài. Có cái bóng của chúng ta sánh với Đức Phật bánh á, mà nếu chúng ta cúng lại không thành tâm là cái bóng chúng ta không hiện người tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Thành thử ra ông mới kêu cả kêu là cùng bớ mấy em nhất tâm hành đạo qua mà giết mau, là ông nói tới đó nha. Rồi nó dưới sông chẳng có vắng nào, hai bên nối đích trong vào nói đuôi,
vui thôi, như hội tầm dương mãn xà cắt cổ nuốt người ngổ ngang. Mãn xà bây giờ quý vị biết là mãn xà là gì, ông nói gắn to tên gọi mãn xà, trên rừng nó xuống nó thai trên trận. Ai mà tu tỉnh chiên càng làm đường ngay thẳng có thằng đội cho, có thằng độ gắn dầm dầm mấy cục đá mà bự bự ra là gắn không. Chứ giờ dưới Tràng Giang gắn con nó tay tay nó bắt nhậu mẹ hết rồi, gắn đâu tới nữa ăn thịt chúng ta, thấy không? Thành tử ra ông nói, nói là gắn to tên gọi mang xà trên đường nó xuống nó tay càng là trên núi này nè, dài quá quý vị qua Tà Lơn đâu coi, nó nằm trùng trùng đẹp đẹp bánh đó, có cái nó y ra cái đậu gắn luôn vậy đó. Chứ giờ dưới Tràng Giang chúng ta giờ gắn mới bằng ngón tay tay nó chả bắt nhậu mẹ hết trơn rồi, đâu mà ăn thịt mình, mở gần ngón tay tay sao ăn thịt mình rồi được. Thành thử ra ông nói là ngặt ngư nuốt sống thế gian muôn trùng đó nha. Rồi ông nói hội thôi tiếng chúng đùng đùng là thế giới coi chừng chiến tranh, hội thôi tiếng chúng đùng đùng gom cua khác nào bắp gan, lớp là bắn súng rồi lớp quấn kiếm đó nha. Rồi ông nói còn thầy đứng chót tay ăn, là còn đứa thầy đứng chót tay ăn của tự mày đó, cả kêu thằng tướng là kêu cắt gì chưa thằng, cả kêu thằng tướng rước con đem về là rước quý vị, cái người tu mới rước mình chứ cái người không tu sao rước. Đó, cả kêu thằng tướng rước con đem về, ngày nay cá cụ dùng đều, cá cụ dùng đều là 18 nước lớn nó sẽ vô đất nước Việt Nam. Đó, rồi ông nói ngày nay cá cụ dùng đều, bấy lâu lưu lạc theo thầy bớt con, là mỗi người tu mỗi chỗ khác nhau, đất nước Việt Nam này có chỗ người này tu đầu này người tu kia là kia, hay hoặc là các nước ngoài cũng vậy cũng có người tu. Thành thử ra ông nói cả kêu thằng tướng rước con đem về, ngày nay cá cụ dùng đều bấy lâu lưu lạc theo thầy bớt con, ngày nay mới biết mắt còn, tới chừng ngày đó nó mới biết mắt còn, chọn đi rồi lựa lại, hao mòn còn có ba, mà ai cũng chọn vô đạo quả quả hết trơn mà là quy y rồi để y, không có hành đi, nó quy y rồi để y. Nhiều bàn thờ thì ta nói nó dơ quế chứ thằng làng không, rồi thỉnh cuốn giảng về để cho một lớp quanh năm suốt tháng không coi tới, mà đức thầy nói chúng ta phải chăm sóc cảnh già lam, cảnh già lam là cái bàn thờ chúng ta. Cảnh già lao trao luyện đức lành rồi mà trí tài tặng mấy mong đến con đường giải thoát đó, là chúng ta phải gán lo cho cái bàn thờ. Thành tử ra là ông cho chúng ta biết là chọn đi rồi lựa lại, hao mòn còn có ba, đó là hết bảy thằng thôi. Ông nói hết trong hết đại hết già hết dê tới khỉ giặt giờ bả giờ là tới giờ ai cứ tu thế là cũng đợi trong đức thầy về chứ, mà ông nói tới chừng đó hết trong hết đợi luôn hết chờ luôn, ai tu nó không đạt rồi thì tiêu luôn chứ sao. Đó, thành tử ra bây giờ mình phải gán cúng lại phải cái bàn thờ cho nó trang nghiêm và sạch sẽ, mặt trời nào mà ở gần cả dơ quế. Thành thử ra bây giờ là có người thì cái bàn thông thiên cũng không quan tâm tới, cái bàn thông thiên không có quan tâm tới, là cắm mấy cây lên đó rồi để cái lon gạo nè bỏ thi đó, quanh năm thứ tám tôi thấy có 2-3 cây nhang, thấy không? Mà cái bàn thông thiên là đức thầy cho chúng ta biết là nó quan trọng nhất, nó quan trọng nhất trong cái nhà chúng ta. Không nói nhà chặt hẹp chỉ một bàn thông thiên là đủ thôi, không cần hai bàn thờ phía trong, chỉ một bàn thông thiên thôi, nhưng mà quý vị không có quan tâm tới cái bàn thông thiên. Thành thử ra đức thầy viết ra cái bài nhổ thông thiên là đức thầy cho chúng ta biết rằng cái đạo ác thì là không có thờ bàn thiên, không có bàn thiên. Thành thử ra ông nói đạo ác xảy ra rất thảm phiền, làm cho dân sự nhổ thông thiên xô ngang lít bữa rồi chậm lỡ, Phật Thánh đi xa khó nhất liền. Đó, tất nhiên là cái bàn thông thiên thì quý vị cấm cái cây lên lên rồi ngã qua ngã lại quanh năm thứ tám không có cúng, ngã qua ngã lại ghét nhổ dục luôn, mà tới chừng trong gia đình chúng ta có người chết sống rồi, hoặc là bệnh nặng gì đó thì nhớ tới bàn thiên đem ra chồng lại. Rồi ông nói Phật Thánh đi xa rồi khó rước liền, ông Phật không có ở đó liền đâu mà cứu chúng ta. Còn ông ba nói chừng đau niệm Phật như dông, niệm muốn là cho hết liền, phải không? Thành thử ra bây giờ quý vị ai mà chưa có cái bàn thiên mà trang nghiêm phải về coi cái bàn thông thiên lại, bạn chúng ta cúng lại. Đó, ngày xưa là đức thầy cho chúng ta biết rằng là có một tín đồ hỏi đức thầy thì chết tới chừng nữa giặc giả chiến tranh và các thú dữ rồi sập đất rồi nữa mình trốn đâu thầy, ông nói ra cái bàn thông thiên mà trốn. Mà quý vị biết thì cái bàn thông thiên sao trốn được, như cái cây chúng ta cắm lên đó thì sao trốn được. Ý của đức thầy nói là chúng ta phải lo cúng lại, phải làm bàn thông thiên cho trang nghiêm lo cúng lại, tại vì cái bàn thông thiên là cái chùa màu cột đó nha, chứ không phải đơn giản đâu. Mình thử ra mình là còn đức thầy cho chúng ta biết là chúng ta là cái gốc ở trên thượng đế, chứ không phải chúng ta là thường đâu, chúng ta là con của đức Phật Thích Ca đó nha, mà đức thầy xuống đây dạy cho đạo Phật Thích Ca chứ nó không khác đạo Phật Thích Ca nha,
Thành thử Đức Thầy nó dạy con cả, nào đâu tăng cực, con cả là con của Đức Phật Thích Ca. Nó mà tại vì nhiều cái tiền kiếp á, chúng ta tu một thời Đức Phật Thích Ca đó, là nghe là pháp của Đức Phật Thích Ca thiết đó, là một thời với Đức Thầy rồi đó, mà là chúng ta không thể đắc đạo được. Đức Phật Thích Ca thiết một tràng pháp là lúc đó đắc đạo 84.000 người, trong đó có chúng ta, nhưng mà chúng ta vì mê muội quá không thể đắc đạo được, mới gớt chúng chặt này. Bởi Đức Thầy mới nói là dạy con cả là con Đức Phật Thích Ca, nào đâu thăng cực. Ngượng nói ta thừa văn sắc lĩnh Thái Tôn, khắp hạ giá truyền khai đạo pháp, nguyện nhích môi đời văn tao nhã, hạ bút thằng thôi đã đề thai. Bút thằng là ông Năm Chào đó nghe quý vị. Ông Năm Chào là ông Sáu Thằng. Nếu ông dạy, ông hạ bút thằng là ông rồi. Mà ông dạy trước mà không nghe là sau này ông hốt hết. Mà còn nghe là mạng con cháu ổng thiện vớt hết chứ sao. Ông tử ra giờ là ai mà là nghe tôi nói thì nên là gán, nếu ai muốn vô dự hội lúc qua thì phải nên cố gắng ăn chay. À, tháng 2 năm Nhâm Dần là cái ngày cũng có nhân viên ngộ ở trên Điện Bồ Hông, thì em cháu cũng xin chia sẻ qua một cái đoạn của ông Sư Giải Quán Phai cho ông nói khắp chợ cho quý vị biết, để hiểu biết được cái chợ nào chợ nào như thế nào, để quý vị nó góp nhẹ vào lòng để ta tu cho kịp thời gian sắp tới đây. Thì em cháu xin đọc qua một cái đoạn, rồi xong em cháu giải hết trong đoạn đó cho quý vị nghe, để quý vị nắm bắt cái cơ hội để góp nhẹ vào lòng và lo tu. Thì ông Sư Giải Quán Phai cho chúng ta biết đó là Sài Gòn, Quảng Hiêu, Bạc Liêu, Thiệt Gốc, Châu Đốc, Dở Giang, Tăng An Không Chủ, Chợ Thủ Vắng Người, tháng 9-30 có Thiền Bát Nhã đậu tại Long Châu, Bến Tre Thẳng Sầu, Mỹ Tho Hữu Phước, Trà Vinh Khóc Mướt, lớn nhỏ lao sao gán chạy cho mau vô chùa mà trốn, Cần Thơ hết vốn hết gạo hết tiền, tại tỉnh Long Xuyên ghe thiền không bến, nhà giàu có không có cơm ăn, tại tỉnh Sóc Trăng sóng thần nổi dậy ngủ không người kế nhà cửa Quạnh Hiêu, ruột thắt chín kiều con kêu cha mẹ, ngó qua dạch giá chợ nọ bắt hoàng, nhưng phải bình tĩnh mấy khỏi đau binh, tôi muốn làm thinh không thèm nói nữa, Thủ Dầu bị lửa bến cát tan quang, nước tràn nổi dậy, mấy cô còn nhỏ mấy cậu thanh niên đừng nói tôi điên đừng cười tôi dài, bầy dê đang chạy kỹ nhảy vô rừng, trước mặt đám đưng sau lưng đám cát, thủy thành sơ dơ. Là tất nhiên là ông nói cho chúng ta khắp chợ. Thì bây giờ em cháu xin chia sẻ với quý vị chợ nào và chợ nào như thế nào. Quý vị thấy bây giờ từ năm Canh Tý đến là năm là Sửu vừa rồi, quý vị thấy là người ta đi Bình Dương làm ăn đó, thì qua năm Dần nó bế tắc rồi, cái thì là khi mà xả cửa rồi là bắt đầu đi là về là công an cản không kịp. Thì quý vị thấy là có người lên đó làm tạo sự nghiệp rồi là sống là của cải bỏ hết chỉ về mình không thôi, phải không? Mình thở ra là về rồi biết là chống là thành Sài Gòn Bình Dương là chống lỏng chân, mà mình thở ra ông nói Sài Gòn Quạnh Hiêu tới Bạc Liêu, ai ở Bạc Liêu là Thiệt Gốc là mặt gốc nghe quý vị, không tu là mặt cái gốc nha. Mình thở ra ông nói Bạc Liêu, Thiệt Gốc, Châu Đốc, Dở Giang. Cái Châu Đốc này đó là cho biết rằng đó là ông Ba đó, ông Ba Thới là ông Thánh đó, ông nói Châu Đốc Dở Giang là sau này đó 18 năm nước lớn nó qua cánh Châu Đốc, mà nếu không tu là chết hết. Ông nói qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ gian giáo máu tràn thành sông, đổi nghịch đổi nguyệt đổi phong đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, rồi đổi ông cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi đổi cờ năm ba. Là tất nhiên cái Châu Đốc, Châu Giang, Châu Phú, ba châu đó qua năm nước, thì qua năm nước đó thì coi như chúng ta không tu là chết hết. Là nó qua cái kêu bằng cái lộ gian giáo là lộ nhà bàn chúng ta. Gian giáo, giáo văn là gian giáo và giáo văn là con sông Kinh Trạch Sư, là cái lộ đó là lộ giáo văn, còn gian giáo là lộ nhà bàn. Con Kinh Trạch Sư đó, cái lộ đó sắp sửa xong là kêu bằng cái lộ giáo văn. Mình thử ra ông nói Châu Đốc Dở Giang, Tăng An không có chủ. Cái chợ Tăng An là không ai làm chủ, chết hết rồi không ai làm chủ. Mình thử ra ông nói Tăng An không chủ, chợ thủ vắng người, chết hết rồi không ai đi chợ thì nó vắng vẻ chứ sao.
Còn ba tới thì ông nói là cho chúng ta biết là hương ba năm chợ không nhóm chiều, nhà không người ở miệng niệm nhiều nam mô, hay chẳng lóc mà lỡ hơi khô, nước không có uống mà nam mô đạo nào. Tới chuyện đó ai cũng là nam mô Phật, nam mô Phật cho mà hỏi đạo nào không biết đạo nào cho. Mà nói đạo Phật hỏi Phật nào cũng không biết luôn. Sao? Thử ra tới chuyện đó ông nói hay chẳng lóc mà lỡ hơi khô, chết quá chết rồi đâu còn mà ai chôn nữa đâu. Thành thử ra ông nói nước không có uống mà nam mô đạo nào, nước thì không thể hết nước, nhưng mà nó chết nó nằm bèo xong, quý vị dám uống nước uống không? Dịch bệnh này dám uống nước uống không? Nếu uống thì chúng ta cũng chết, nó không có cái nguồn nước sạch để chúng ta uống đó. Thành thử ra ông nói là thay chẳng lấp mà lỡ phơi khô, nước không có uống mà nam mô đạo nào đó. Thành thử ra là mình phải nên là gán mà lỗ tu đó. Thành thử ra ông nói tăng ngang không chủ trợ thủ vắng người, tháng 9-30 có thiền bát nhã đậu tại Long Châu. Nếu mà ai là cái người tu đó, thì sau này cái khổ não đó là có thiền bát nhã của Đức Hiền Giáo Chủ rước chúng ta, hoặc là của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Thầy nói Quan Thế Âm Bồ Tát à, cho chúng ta biết sau này chiếc thiền của Quan Thế Âm Bồ Tát nó không có đáy, chắc hoài hoài lên nó không có đáy. Mình thử Đức Thầy nói dân thù Bồ Tát từ bi chèo thiền bát nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt sóng bùm lon rước người tu niệm xê xa quy tình. Chứ cái người tu niệm ổng mới rước nha, còn cái người không tu niệm là không rước, là cái người chuyên niệm Phật ổng mới rước nha. Nó thành thở ra là ổng nói có thiền bát nhã đậu tại Long Châu, rồi ổng nói Bến Tre thảm sầu, ai ở Bến Tre là phải gán mà lo tu nha. Chứ nhiều bữa hổm em cháu có đi lên đây nè, có gặp ông bác ông mới dưới Bến Tre đó, là ổng nói chú ơi bây giờ ở dưới đó là không có nước uống, nước mặn bây giờ nó xâm nhập vô không có nước uống, mà gà vịt nó chết một cái khủng khiếp luôn. Thì là mình nhớ là cái ông sư giả ông nói là ở Bến Tre thảm sầu là chỗ đó nó chết hết rồi, là tài sản của mình mà tiêu hết rồi thì là mình buồn chứ sao. Thì ông nói Bến Tre thảm sầu, thì ông nói Mỹ Tho Hữu Phước, ai mà ở chợ Mỹ Tho thì được nha, có lý nha, mà ông nói cấp chợ được có chợ Mỹ Tho thấy không. Ông nói Mỹ Tho Hữu Phước Trà Vinh khóc mướt hết trơn nè, ai ở Trà Vinh là sau này chết quá chết rồi, là cha chết mẹ chết rồi khóc mướt hết trơn nha, tài sản tiêu hết trơn rồi. Tới chừng đó nó cha nọ bồng con mà vợ khóc hòa tan nát sớm liền khổ dữ an, nhà không kẻ ở, ôi nói chứ nếu chẳng tin lời gặp tiếng thân thì chết hết rồi, là nhà cửa không có người ở thì sao. Thành thử ra ông nói rồi Mỹ Tho Hữu Phước Trà Vinh khóc mướt, ăn mà ông buồn rồi đó là mình mệt đó nha đó. Thành thử ra là ông nói cho nên Ngọc Đế buồn tình thở than, mấy sai chư tướng bốn phan ngăn đồ hung ác chẳng ăn đi ngày. Dịch bệnh này không có kể ngày ngày đêm đêm gì chứ, nó muốn nhiễm đâu là nó nhiễm. Thành thử ra bây giờ là mình phải gắng mà lo, là cúng lại gắng lo niệm Phật mới trừ được cái dịch bệnh này đó. Mà bây giờ mình nói là cái dịch bệnh này quý vị không có thấy đó. Chứ là cái người tu hiền đó, là ông thằng hiền cũng theo ông giữ, còn cái người gian ác là ông thằng ác cũng theo đó. Cái ông thằng hiền với ông thằng giữ ông gặp nhau thì ông biết là cái ông thằng hiền đang giữ cái người hiền này rồi, thì dịch bệnh này nó đâu có lại gần được. Thành thử ra giờ mình nên là cố gắng mà lo niệm Phật, là lo niệm Phật lo cúng lại, chứ để không là tới chừng đó chúng ta nhiễm bệnh này vào không thể nào là hết được đó. Còn có đoạn khác đó là ông nói cho chúng ta biết này, chúng ta không tu không thể nhào vô bốn viên trong kẻ này được đó. Ông nói ngọn cả dầu chống lỏng cửa trời, người hung khó tới đổi giờ hiền lương. Cái người hung không bao giờ tới được, không thể nào vô bốn viên tải được đó. Là khó tới là đi dọc đường là cá ăn cọp nó dứt trước rồi đó. Nó dứt trước rồi. Thành thử ông nói người hung khó tới là không có tới được cái vô bốn viên trong kẻ. Thành thử ông nói người hung khó tới đổi giờ hiền lương đó. Thì có đoạn khác thì ông mới nói là hung dữ ác nhân chớ bước vào. Nếu mà cái người hung dữ là không có thể nào vô bốn viên trong kẻ này được. Tử ông nói hung dữ ác nhân chớ bước vào, nhìn tâm nhu nhược trời dẫn đến. Tâm nhu nhược là tâm gì? Tâm tu hiền của chúng ta. Ông nói nhìn tâm nhu nhược trời dẫn đến, nhị mấy người xa cảnh máu đào, máu đào khắp nước khổ vô cùng. Nó khắp nước chứ không phải một nước không. Ông nói máu đào khắp nước khổ vô cùng. Ông nói Nam Việt em chỉ tay lên nước Việt Nam. Ông nói Nam Việt dân tình mãi chung dung. Thấy không? Như năm căm tí vừa rồi đó quý vị thấy không? Dịch bệnh đó là nó tấn công nước ngoài, mà đất nước Việt Nam chúng ta không có chết gì cả, có mấy người nhiễm bệnh thôi. Thì cũng mãi chung dung là cứ chạy theo đời hoài, không lo tu. Thành thử Đức Thầy chỉ cho đất nước Việt Nam nè, Đức Thầy nói Nam Việt dân tình mãi chung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật khóc. Bọn kia chúng ta tu là phải tỉnh nha, đừng có tu mê nha.
tu là phải tỉnh, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật thánh để nước tới chân. Đó, máy nhảy đồng. Đó. Không nên để nước tới chân mới nhảy đồng thì chúng ta là để cái gì mà nó tới rồi chúng ta đâu làm kịp. Thường thường á là con mình dạy đó, mình nói mày để nước tới chôn mày mới làm thôi. Thì tất nhiên tới chôn là nó tới. Còn Đức Thầy nói để nước tới chân mới nhảy đồng. Nhảy đồng mắt phải lọt ngoài sông, chẳng gặp xuồng ghe chững bất cầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, rồi bập bẹ nam mô cũng nhập tập. Tới chừng đó đó là chúng ta niệm Phật nó không có đúng sáu chữ, nó không có ra sáu chữ được. Tự ra nếu mà là chúng ta nhảy ra đùng ra thì chính nhiên nhảy ra là không có xuồng ghe nào mà đậu chẳng đó mà cứu chúng ta. Còn cái người tu là có là văn thù Bồ Tát từ bi chờ thiền bát nhã cứu thiền trần gian, gió đưa lướt sóng bầm lon rước người tu niệm xe sang quy tịnh. Và tới chừng đó là chúng cái người tu là nhảy ra là có thiền bát nhã rước chúng ta liền. Thở ra ông nói nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chứng bắt đầu. Làm sao lo liệu, bây giờ lo còn kẹp nha, liệu còn kẹp nha. Vậy để tới chừng đó là lo liệu không có kẹp. Thở ra ông nói làm sao lo liệu tu cho kẹp, rồi bập bẹ nam mô cũng nhập cầu. Là nhập cầu là không có đủ đúng sáu chữ. Có khi chúng ta niệm nam mô A Di Đà cọp, nam mô A Di Đà gắn thôi. Tại vì là con cọp sắp sửa nó chụp năng thịt chúng ta. Rồi chúng ta niệm cái con mắt dòm qua nó mới niệm được có hai chữ thì là nam mô cái a di tới đà cọp rồi. Thành thử ra là con cọp nó chụp mình đó. Thành thử ra Đức Thầy cho chúng ta biết là nam mô cũng nhọc cầu là chỗ đó nó không đúng sáu chữ. Còn như chú con của chúng ta mới sinh ra chúng ta dạy nó, con kêu ba con kêu má con nó bập bẹ nó kêu cũng đúng ba mà cũng không đúng má. Thành thử ra Đức Thầy mới nói bập bẹ nam mô cũng nhọc cầu rồi chứ. Rồi ông nói nhọc cầu bệnh tật nổi nào đâu, cái bệnh tật này nếu không niệm Phật trước là không bao giờ lộ trừ được cái dịch bệnh này. Thành thử ra nếu nhọc cầu là nó không hiệu quả, bệnh dịch này thì đâu có ngăn chặn được. Thành thử ra ông nói nhọc cầu bệnh tật nổi nào đâu, lao khổ nhân sanh cảnh nước tàu, trẻ nhỏ rã rời xa bố mẹ, cái chuyện đó cha chết mẹ chết rồi nó rã rời chân, sao còn tranh đoạt mãn bờ công. Quý vị thấy là đất nước Trung Quốc dịch bệnh nó tấn công nó là quyết liệt không, mà là nó cứ chơi Biển Đông hoài đó. Thành thử ông nó sao còn tranh đoạt mãn mồi câu, là mồi câu là mồi cá, đất Biển Đông là cá với sông với biển đó. Mà là Đức Thầy nói mồi câu mà chúng dân gầu, chúng dân gầu là dân đất nước Trung Quốc nó gầu, chính quyền nó không có lo cho dân, nó cứ lo đánh Biển Đông, cứ là giành Biển Đông là cứ mồi câu mà chúng dân gầu, dân đất nước Trung Quốc nó gầu. Nó không có lo cho dân, bệnh là đoạn đất lũ lụt gì đó chết tùm lum hết trơn mà nó không lo. Thành thử ra nó mọi câu mà chúng dân giàu kim chỉ phải dình chuyển cạn sâu, vinh hoa phú quý như chờ mây bạc. Tại cho chúng ta biết là giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn cũng có giàu, là tất nhiên là cũng cho biết rằng là giàu sang cũng như là cái nguồn mây cấu tạo lại đó rồi một lát nó cũng tan. Đó, thành thử ra giờ là mình phải nên cố gắng và lõ tu để không còn kẹp. Thôi giờ tôi xin chia sẻ tới đây dứt lời nha. Thì cũng nguyện nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng nguyện hồng ân tam bảo và mọi phương chư Phật và quê hương của tổ thầy và quan thượng đẳng đại thần chư quan cụ thần chư vị chân thần chư vị năm non bãi núi cảm ứng chứng minh cho toàn thể quý lực vị được thường tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.